Xin chào tất cả các bác, các bạn, các anh chị em đam mê câu cá. Hôm nay em tiếp tục lên sóng cho bác một số mẫu cần tầm trung có độ cứng là BX, hàng nội địa nhá. Đấy, có độ cứng là BX, dài 405 3 khúc. Đấy, bác nào có nhu cầu thì alo cho em nhá. Đầu tiên chúng ta có cây súp cây dơ 405 BX, hàng trưng bày nhé. Hàng trưng bày đẹp long lanh luôn. Con này sản xuất tại Indonesia, xuất Nhật. Khoen pad Fuji nhé, khoen pad Fuji. Carbon 3-4 da đây anh em, xoắn toàn thân luôn. Đầu là đai chống lỗ này. Đấy. Giá cái này là 5 triệu rưỡi nha, 5 triệu rưỡi. 5 triệu rưỡi đang được sale giá còn... 5 triệu 3 các bác nhé, 5 triệu 3 nhé. Đấy, bác nào có nhu cầu alo em nhé. Đây bác nhìn này. Dòng này thì rất là nhẹ luôn. Trọng lượng chỉ hơn 400 gram thôi, 400 gram. Carbon 99%. Rồi. Đấy. Đây đút gốc nhé, đút gốc nhé. Dòng này thì là dàn 7 khoen nhé. Đây. Đi 7 khoen. Khoen nào lay đơ 7 khoen. Khoen Fuji này. Đốt thứ hai có chống lỗ bằng đai kim loại nhé, đai kim loại. Bản trưng bày là hàng đẹp long lanh luôn. Đấy. Riêng Genesis anh em nhé, Genesis nào nó cái phần này nó có cái phần viền viền này. Đấy. Có rãnh này để làm gì? Để anh em cầm vặn ra nó có ma sát nhé. Chứ mà tự dưng nó thiết kế đâu nhé. Đây. Đốt ngọn với đốt thứ hai đều có này. 7 khoen này. Đốt ngọn này. 1 này. 2 này. 3 này. 4, 5, 6 khoen cá lô và khoen to nhất là 7 khoen. Dòng này thì cực nhẹ luôn. Cực nhẹ luôn nhé. Đấy. Độ cứng BX ngọn Bali. Dòng nhẹ lấy, hàng tầm trung, đáng tiền để mua nha, để chơi. Đấy, cây đầu tiên là cây súp cây dơ nhé. Bản trưng bày hàng đẹp long lanh luôn. Tiếp đến, là em có cây hàng nội địa. 2 Power X súp cây tôm 405 BX, bản đen nhé. Đây, anh em cũng xoắn toàn thân này. Đấy. Này có tem này, cảnh báo dẫn điện này, tem vàng này, pad Fuji này, đầu cũng có đai chống lỗ bằng kim loại này, xoắn toàn thân, xoắn toàn thân các bác nhé. Cây này cũng 5 triệu rưỡi, 5 triệu rưỡi đang được sale giá 5 triệu nhé. Anh em nào alo liên hệ nhé. Đấy, đang có giá sale nhé. Giá 5 triệu. Đây, dài 405 3 đốt. LED này. Station này. Dòng này thì có nó nguyên bản là 5 khoen, 5 khoen nhá. Thì hai khoen to nhất là khoen gập này, khoen để 3 khoen to nhất là khoen gập này. Đấy, còn lại là khoen ba chân này. Alo con này cực kỳ to luôn nhé. Alo to, đá sứ dày anh em này. Dẫn cực thoáng luôn. Dẫn rất thoáng. Hàng xích đen bóng nhẫy luôn. Cây này còn khá đẹp luôn các bạn. Khá đẹp luôn. Hàng khá đẹp. Những bản này gọi hàng tương đối đẹp anh nhá. Có sức răm nhưng mà không đáng kể. Nói chung nó là hàng đẹp. Xoắn tí nừ luôn. Anh em xoắn nừ gân luôn này. Độ cứng BX nhá. Tất cả những dòng này phù hợp cho anh em đánh 7-80m quay đầu. 7-80m quay đầu thì anh em đánh với mức nước 2-2,5m.
từ 2 đến 3 mét. Đấy, còn từ 3 đến 4 mét thì anh em đánh độ 6 70 mét nhá. Đấy. Độ lấy cực tốt luôn. Đấy, bản này hàng nội địa nhé. Hàng nội địa Nhật, Made in Japan. Bên này tiếp tục em có một cây hàng nội địa tiếp. Cây này là Arocat 405 BX bản bạc. Đấy, gọi là bản bạc xanh đen cũng được. Nó có pha đường viền này, xanh đen này. Đấy, cũng có tem vàng và ký hiệu dẫn điện này. Vì tất cả những dòng cần này đều carbon 100% ấy. Đấy, trên cần cũng có thông số là 405 này. Một đốt thu lại là 143 cm này. Action của dòng này là từ 27 đến 35. Độ cứng 27 là DX. DX đến 35 là AX. Hiện tại cây em đang cầm này là BX. BX nhé. Đấy. Grandpad Fuji. Cái này thì có cả định vị dẫn hướng này. Định vị dẫn hướng này. Đấy. Giá 5 triệu 3 nhé. 5 triệu 3. Con này cũng đang sale nha anh em nào. Alo, giá có 5 triệu nhé. Đang sale 5 triệu 3, giá còn 5 triệu. Bản đẹp. Hàng rất đẹp luôn. Đấy. Chỉ có vài vết sức dăm rất nhỏ luôn. Hàng đẹp long lanh. 405 BX. Cây này thì dàn khoen của nó cũng là 5 khoen. Khoen này 3, khoen to nhất của nó là khoen gập. Khoen gập này. Khoen Pat Fuji nhé. Khoen Pat Fuji. Đấy. Có định vị dẫn hướng này. Đây là định vị dẫn hướng của nó này. Ở đốt thứ nhất và đốt thứ hai. Đấy, nó sẽ có định vị dẫn hướng. Đây. Hàng đẹp long lanh luôn. Dòng này thì nó thiết kế này lại không làm là làm rãnh ở đây. Mà nó làm cái gờ phần lên anh em nhìn có mấy cái vặn xoắn này 1 2 3 này này, 1 2 3 này để tạo ma sát khi anh em cầm vào để vặn cần ra, đút cần vào này. Đấy. Con này cũng xoắn tít nừ này. Đấy, xoắn nổi gân này con này. Dẫn con này khá là thoáng vì nó 5 khoen. 5 khoen nên dẫn khá là thoáng luôn. Đấy, 5 khoen. Hàng nội địa các bác nhé, hàng nội địa nhé. Arocat bản bạc, hàng nội địa. Shimano Arocat. Ừ. Hàng đẹp long lanh luôn. Đấy là các mẫu BX tầm trung bên em còn hàng nhé. Độ dài 405 đều là BX hết. Hàng đẹp. Bác nào có nhu cầu thì alo em nhé. Cảm ơn các bác theo dõi video.